À, cái con tép xoay ra đây. Thế sao bắt đầu xoay ra nó cứ giải ở đây mà? Đây đổ bạc giải đó. Đây bà cắt đi à? Hay ngày mai? Được rồi. Đi đem về. À, như thế này là được rồi à? À, đi mà ăn ở ngoài chợ là họ các bà bán là nó mang ra ngoài chợ là cái này đây hả? Cái này đây cái gì nữa? Ờ, ăn ngon lắm thế này. Cái này mà chấm dưa gang rồi. Chấm ớt dưa gang. Vâng. Đấy cái quy trình mà làm nó vất vả thế này cơ mà. Cái mình xay ra. Nhưng mà tên nó là cái mắm gì hả bác? Gọi là... Tên đúng ở trong này? Là ruốc. Mắm ruốc đây hả? À, gọi là ruốc. À, mắm ruốc đấy. Đây là các bác cái làm mắm ruốc, các bác cái phơi ở ngoài đường đây này. Nhưng mà cái chỗ này là sạch sẽ đấy chứ. Phơi sạch, trời gió thôi chứ, phơi tốt. Đây là những chiếc bạt phơi mắm tép. Mắm ruốc. Cái này ăn có mặn không hả chị? Ngửi thấy mặn nhưng mà không biết là có mặn không? Mặn nhưng mà mình để mình ăn là khi ăn mình phải vô đẩy vô. À. Cho thêm vô đẩy vô. Cái lọt là để không được. Nếu có, là phải nó hư. Tức là rất là mặn nhưng mà khi ăn cho gia vị vào đây hả? Vừa chứ không mặn không. Ơ này ngã té rồi. Này. Rồi đấy. Về hai bên nhà cho con mình ăn thua. Hát đáp. Ê, vô nhấp con. Nhờ hồ cho con mình thì mình chịu được. Này, hô. Tiếp về mày hô mày la làng. Bà mày la làng. Đứng đây thì không thấy mùi, thấy mùi thơm thơm nhưng về nhà sẽ thấy hôi. Hôi, nó hôi lắm. Chứ là. Bà cứ về nhà là sống hôi con tắm liền. Còn tháng nữa. Không có thơm. Sao bây giờ về để dùng phi cứ để nguyên như thế ạ? Lấy cái phi cao này. Vâng. Vô hết dùng phi nữa. Sao đổ vào đấy? Ờ, đã rồi ạ. Mà bận hàng tới. Nhưng mà bây giờ như thế này đã ăn được chưa? Chưa. Ăn hẳn ra một cái gì chứ. Nó vẫn tanh rồi. Mới mà.
chỗ mới. Thế chú, ví dụ mà người ta bán mấy chục nghìn một cân là chỗ này bao nhiêu tiền này chứ? Có cái gì? Chỗ này là khoảng độ bao nhiêu cân này? Cái này cả 25. 25 nghìn một cân à? Có loại thế cũng thế. Còn chỗ này, cái thùng này được 100 cân không? 50 cân. Đấy. À, xong đây đầy thể tạ đấy chứ. Đầy tạ đấy đúng không? Thùng này đầy là được một tạ, là coi như là mấy triệu bạc cái này. Đã đạt rồi mắm. Con ép cầu. Đã mấy lần cháu vào đây người ta cho ăn rồi nhưng mà cháu không biết là làm như thế nào, hôm nay mới nhìn được là làm như thế nào. Bên này để em chân à. Thôi để đó đi. Để đây. Nạp vô, nạp vô. Chắc là một đống cái đó có phải là rải rồi đó. Nạp hết trong tấm màu mà. Nạp dọc đi này. Nạp dọc nữa. Thế ngày mai có phơi nữa không bà? Không, ngày mai có phơi nữa không? Hết rồi. Tôi đâu có để chồng lên đâu. Bây giờ anh sử dụng hết rồi. Cái xe anh trông có đóng chân. Để gấp cái xe anh chạy để đây xí nữa đã. Không bơ ý tới nồi nữa. Giặt bạc xong rồi mới nói. Á có vài mấy xếp mà nói nữa.